Rồi. Đợi xíu. Đụng tay vô. Hey, hello anh em nha. Trên tay của tôi đây hiện tại đang là hai cây vô. Có lẽ là mỗi lần mà anh em nào mà đi độ xe thì chắc chắn cái món này anh em sẽ muốn lên đầu tiên đúng không? Hey. Tình hình dịch anh em nghĩ sao rồi? À, anh em ở nhà anh em nhớ ráng giữ gìn sức khỏe nha, ra đường nhớ đeo khẩu trang như tôi nha. Xin lỗi anh em nay hơi bất tiện chút nha, anh em thông cảm. Rồi, như hiện tại anh em thấy đang trên tay của lá đó là một cái bộ độ, còn đây là một cái bộ jean. Cái này nặng. Đây. Lý do ngậm nay tại sao mà lát làm về cái vấn đề là bô là như vậy nè. Hiện tại thì anh em thấy hiện tại đây là chiếc cà phê jean đây nè. Mà thông thường là lát sẽ không có sử dụng cái lon bô jean này nhiều đâu. Biết tại sao không? Mua về lại tầm cỡ 1 tháng sau là tại vì mình phải chạy ô đô cho nó đúng cục máy chút. Sau đó là tầm cỡ 1 tháng là lát tháo cái lon bô jean này ra là tháo lát độ hẳn lên cái bô luôn. Rồi, để giải thích lý do tại sao nè. Cái lon này nó rất là nặng. Khi mà anh em nào mà cầm nữa đi thì lát phỏng nó đâu đó thì tầm cỡ chắc cũng 6-7kg á. Chắc cũng 6-7kg. Cái lon này rất là nặng và nó dài vậy nè. Và cái độ nguy hiểm của nó rất là cao. Cái lon bô jean cũ của lát á là đã lấy được lông với thịt của nhiều người khá là nhiều rồi. BBQ trực tiếp ở trên đây luôn. Từ vợ mình, ba mẹ mình tới tất cả mọi người hầu như là đi cái bô này nó rất là nguy hiểm, là bị phỏng nè. Giờ anh em thấy đây, trên tay của lát đang là lon Cardinal của dành riêng cho bộ của Bristol. Đây là lon bộ độ. Thì thông thường anh em nghĩ là gắn cái này vô hả? Không có đâu, nó sẽ có một bộ cổ ra riêng nữa. Rồi, trước mặt của anh em đây hiện tại lát đang có 3 phiên bản của Bristol. Thứ nhất đây là con Cafe Racer đi bộ jean đó. Con này cũng Cafe Racer đi bộ độ Cardinal. Và ngoài ra ở bên đây mình còn có cho mình nữa, đó chính là lon lát xích của Cardinal luôn, nhưng mà full từ đầu tới đích đó. Rồi, để giải nghĩa cho anh em, mới nãy có hai súng rồi đúng không? Giờ tôi sẽ móc cây súng thứ ba ra chơi với anh em nè. Không phải dưới đâu, nhìn đây nè ba. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ có một bài thực hành rất là hay dành cho những cái lon bô này. Và để cho anh em biết được tại sao mà mỗi lần mà mua xe về là mình phải nên độ bô này sao nha. Đó là tùy sở thích anh em nha, chứ mình không khuyến cáo. Và mình nói thật luôn là anh em nào đã chơi xe độ và chơi bô độ rồi thì cũng có lý do của nó. Mà khi anh em đã ra đường rồi, khi mà gặp công an thì nó ở dân phẩm anh em chứ không phải do tôi nha. Đầu tiên là lon bô jean và lon bô độ, đó là chính là nhiệt độ sau khi mà anh em nổ máy nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cho anh em nghe trước về âm thanh của lon bô jean này nha. Không biết anh em nghe rõ không ta? Đây là âm thanh của tiếng lon bô jean nha. Anh em là chạy bô jean đi, tôi dám cá luôn, không ai mà không có thẹo hết á. Nhất là bên chân phải, đặc biệt là vợ con hay ghệ bạn chở đúng không? Rồi, vậy là anh em mới chiêm ngưỡng nhiệt độ sơ ha. Thì tạm thời mình để ở đây, xong rồi xíu nữa để mình coi nhiệt độ lên cao hơn nữa là bắt đầu là mình test nhiệt độ trực tiếp ở trên đây. Và mình bắt đầu mình test âm thanh ở trên con bô Cardinal lon dài nha. Mới nãy mình cầm trên tay đó là lon ngắn. Đây, như anh em thấy hiện tại là trên tay lát đang là con Cardinal. Giống cái con của lát đang hay chạy nè. Anh em này hay hỏi là đây chính là lon Cardinal này nha. Đây, hai cái điểm khác biệt lớn nhất của trên hai cái lon bô này là cái gì? Thứ nhất là anh em thấy đây, cái lon này nó sẽ nhìn nó cục cục hơn, nó sẽ bầu bỉnh hơn. Và cái lượng âm thanh của nó ra thì thông thường á, đối với lát á, là mỗi lần mà anh em mà nghe những cái âm thanh của những lon bô dài, thông thường nó sẽ nhẹ hơn và nó không có ấm bằng so với những lon bô ngắn. Những cái lon bô nào mà càng ngắn á, thì thông thường âm thanh của nó sẽ trầm ấm và tốt hơn nhiều so với lại những cái lon bô dài. Nhưng mà đó cũng là tùy theo thẩm mỹ của anh em thôi. Đối những anh em nào mà hay chạy những cái con như là con gì ta, Scrambler á, những con như là con xe Scrambler á, thì anh em sẽ thích những cái lon bô diện như lon bô quả tiện đó đúng không? Rồi, để lát nói cho anh em biết thêm về những đặc điểm nha.
Ơi, quên, nãy kêu test âm thanh mà xong ở đó nói tiếp. Thằng này xạo. Ủa mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Đấy. Anh em nghe rõ không? Anh em nghe rõ không? Hai cái điểm hoàn toàn khác biệt của âm thanh mà anh em vừa nghe hoàn toàn khác biệt luôn đúng không? Đây, lát sẽ cho anh em nghe lại, đó là âm thanh của Lamborghini nè. Còn đây chính là âm thanh của Lambo độ nè. Từ từ, để xíu nữa mình sẽ bắt đầu đo nhiệt độ sau, để lát đang nói xíu cho anh em nè. Cái Lambo này được một đặc điểm rất là hay. Thứ nhất, đó là nó sử dụng inox 304. Đối với những trường hợp mà Lambo này anh em mà bị chày ấy thì mình chắc chắn luôn có một bài dành cho anh em, đó là anh em có thể sử dụng Metabolic đó. Anh em đánh hết nguyên cái bô này, bảo đảm là sáng như keng lại luôn, là nó xóa được hết mấy cái vết chạy, vết dơ lại. Cái lon bô này nó chống nóng được. Đó là vô tình ví dụ mà anh em chạy một quãng đường xa đi nữa, cho dù anh em có bị vô tình chạm vô trong những cái lon bô này thì nó chỉ có ấm ấm với anh em thôi. Rồi, đó là đặc điểm đầu tiên của những cái lon bô này mình rất là thích. Rồi, cái đặc điểm thứ hai là nó giả zin được. Nhìn nó y như zin luôn. Nếu trong trường hợp mà anh em nào chạy ngoài đường á, nếu như mà không nhìn kỹ cái Lambo này thì chắc chắn sẽ nhầm tưởng đây là một Lambo zin. Như anh em thấy á, cái họng bô này á, nó rất là lớn. Nhưng đối với những cái Lambo zin á thì của nó rất là bé, cho nên hơi nó bị giữ lại, cho nên cái công suất máy của anh em á sẽ không được, nói chung là nó không có được cái sức mạnh mong muốn cho xe á. Nhưng mà mình có một cái khuyến cáo này dành cho anh em này nha. Không phải là cứ hễ mỗi lần mà anh em mua cái bô này về anh em gắn lên là con xe của anh em chạy ok đâu, thiệt sự không. Và chỉ riêng ở bên đây, khi mà mỗi lần anh em gắn cái bô này lên thì ở bên B2A Vũ Long á, là Bristol á, là Bristol Moto Cafe á, thì họ sẽ có một bản map dành riêng cho những cái lon bô này. Và đặc biệt hơn, đó chính là không đụng và không chế cháo bất cứ một cái thứ gì hết, chỉ plug and play thôi. Mà plug and play là gì? Gắn vô rồi chơi. Ủa dạ? Đó, gắn vô rồi chơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đề cái lon này lên. Đề cái lon này lên và so sánh giữa từ cổ bô. Thì cái nhiệt độ từ cổ bô nó có truyền thẳng ra bên phía của cái lon bô này không nha. Nghe bắt phai không anh em? Đó, hơi nó ra chắc đúng không? Có nghĩa là xe này không có bị hụt hơi, cho nên khi mà anh em vận chuyển anh em không có lo bị. Tại vì giờ sao? Xăng, gió, tất cả mọi thứ đều đã được thử xử lý thông qua con ECU rồi, cho nên chỉ vô gắn vô và chơi thôi. Hai cái tiếng đúng là 1 9 1 10 luôn đúng không anh em? Đây là tiếng của chiếc cà phê zin. Không biết anh em nghe rõ không ta? Bẹt bẹt bẹt. Lúc nào âm thanh zin nó cũng chán hết đó anh em. Thật sự nếu mà anh em chạy một chiếc xe nó thân hình nó hơi đồ sộ và hơi cơ bắp như những cái con cà phê racer như vậy á, thì thông thường những cái âm thanh từ những cái Lambo nó chạy thì anh em sẽ kích thích hơn nhiều đúng không? Mà lát lưu ý luôn là chạy những Lambo này khi mà anh em chạy những dọc tua thấp thì nó sẽ không có gào, không có la gì hết đó, cho nên tình làng nghĩa xóm của anh em vẫn còn rất là ok. Không có lo bị tối ngày bị quýnh lộn với hàng xóm nha. Bây giờ là mình sẽ tiếp đến, đó chính là lon này của mình, Cardinal nè. Camera này nhìn nè, hiện tại lá sẽ bắt đầu đo nhiệt độ từ của cái này. Đó, bắt đầu cổ bô lên tới 100 độ C đúng không? Nhiệt độ này là nhiệt độ của BBQ nè, đó chỉ cần chạm nhẹ vô thôi. Nếu mà là lon vô zin thì anh em hiểu cái vấn đề gì nó sẽ xảy ra rồi đó. Cái cổ bô bên đây á, nó sẽ lên rất là nhanh và nó truyền thẳng vô trong những cái của bên trong của cái lon bô zin rất là dài. Nhưng mà anh em thấy nè, cái nhiệt độ của lon Cardinal này á, hiện tại nó vẫn duy trì rất là đều từ chỉ có 30 mấy độ, cho nên khi mà cho dù anh em mà chạy rất là lâu đi nữa thì cái nhiệt độ nó cũng chỉ dao động đó tầm có ấm 30 mấy hoặc là 40 mấy độ thôi. Nó giống như đợt mà hồi xưa mà lát chạy con cà phê racer này và sử dụng cái lon bô Cardinal này á, thì mình chạy trên một cung đường dài, đó chính là đi Đà Lạt, và mình có chở theo bạn gái của mình. Nhưng mà vô tình thì có hay chạm vô trong cái phần của bên của những cái Lambo á, nhưng mà vỏ lát cũng không có bị cái gì hết trơn đó, nó chỉ có ấm thôi. Cho nên chạy cái này mình cũng nếu mà anh em nào mà có muốn độ bô thì đây cũng là một cái trong những cái mà lát khuyên anh em cũng nên sử dụng. Nếu như mà anh em nào mà dám
Có anh em nào mà dám mới nổ máy lâu như vậy mà dám đụng vô không? Riêng lách đây, bằng chứng cho anh em luôn. Nó chỉ ấm nhẹ thôi nè. Đó, đó, khu vực này nó ấm nè. Nhưng mà đây là khu vực tối kỵ nha. Đây là khu vực của BBQ nè. Đó, đây là khu vực an toàn nè. Cho nên vô tình thí dụ mà bạn gái mình có lỡ mỗi lần mà bước chân xẹt qua cái thì nó cũng chỉ ấm thôi, nó không có bị ảnh hưởng bất cứ một cái gì đó. Rồi, đợi xíu. Thôi tao không chơi ngu mày. Tao thông minh, tao đẹp trai, tao mới đi cắt tóc về chứ đâu bị ngu. Chưa dừng lại ở những cái Longbo cà phê đâu. Thì hiện tại đây mình mới sưu tầm thêm được chiếc của bên Bristol. Còn Lasik này thì đây là cũng là một bộ độ luôn. Nhưng mà đây là lon thuần về cổ chai. Và khác biệt lớn nhất giữa cái bô này á là hầu như là anh em thấy nè, đi xuyên suốt từ đầu tới cuối luôn. Đó, đi xuyên suốt từ đầu tới cuối luôn. Và đây là nguyên một cái hình như cái này là cổ rời nè. Đây là cổ inox 304 nè. Đây là hai phần nó gắn lại với nhau. Không như những nơi khác nha. Khi ở đây là một phần cổ với lại một phần lon này là nó rời nhau. Có những nơi nó giống như anh em thấy coi như là hàng chết này luôn. Cho nên khi nào mà anh em mà muốn thay những cái lon khác nó cũng khá là cực. Mặc dù anh em vẫn muốn giữ lại cái cổ này, đúng không? Và cái cổ này rất là tiện lợi so với cái cổ inox mà của lát chạy đó là cái gì. Nó cũng là inox 304 luôn. Đối với những anh em nào có những cái vết xước hay là những cái gì nè, anh em chỉ cần xài metabolite hoặc anh em ra đánh lại cái là coi như là mới ken sa beng lại hết luôn. Mình dám cá với anh em luôn, nó không có bị chày, nó không bị gì hết, chỉ cần đánh lại một cái. Đó là lợi thế của inox 304. Rồi, thì bây giờ lá sẽ bắt đầu tiến hành. Thôi cái súng này xài chi nữa, mình đã biết công năng của bô rồi, mình không cần xài súng điện đó nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho anh em nghe tiếng của full bộ cổ của Cardinal dành cho, đặc biệt là những cái phiên bản dành cho xe classic nha. Đó, khổ quá. Đi, đây là, đây clip tôi mà clip ông. À, anh em thông cảm nha. Xe của bên Bristol thông thường là sẽ có cảm biến của chân trống, cho nên đối với những anh em nào biết rồi, có xe rồi thì mình không nói. Nhưng mà đối với những anh em nào mà đang tìm hiểu về dòng xe này thì xe này có cảm biến chân trống nha. Cho nên mỗi lần mà anh em muốn đề được thì nhớ gạt chân trống. Còn nếu mà gạt mà dũng đâu đề cũng nổ thì anh em cứ mang qua đây để mình kiểm tra lại. Đó, đó. Rồi, cameraman Lea nè, cho anh em nghe được cái tiếng của Longbow nè. Đó, thấy không? Âm thanh nó rất là trầm ấm mà nó lực xe. Khi mà anh em nghe cái tiếng bô nó sẽ lực hơn, đúng không? Thì anh em sẽ chạy nó có kích thích hơn nhiều. Mà anh em mình cứ chạy, đang chạy những dòng, mình nói thật luôn, đối với những anh em mà không thích độ bô thì mình không nói nha. Còn đối với những anh em nào mà thích độ bô rồi, chắc chắn luôn, nghe bô zin lúc nào nó cũng chán hết. Bạch tẹt. Trời ơi, nghe nó chán gì đâu á. Rồi, coi như là lát vừa mới giới thiệu cho anh em đó về là hai cái lon Cardinal của Cà Phê Racer, dành cho phiên bản Cà Phê Racer. Hơi dài, đẹp và âm thanh uy lực. Đây, còn đây là dành cho phiên bản của bên xe Classic, xe cổ điển truyền thống nè. Đó, đây là hai phiên bản thông thường là sẽ là đi full cổ luôn. Đó là tùy nhu cầu của anh em nha. Nếu mà nhu cầu của anh em nào mà muốn chỉ cần slip on thôi như của lát á, vẫn đi cổ inox thường mà nhưng mà mình vẫn độ được, thì anh cho Longbow Cafe Racer này luôn, chỉ cần plug and play thôi, không có gì khó hết. Còn đối với những anh em nào mà thích đặc biệt hơn nữa, nguyên một cổ nó liền mạch hơn nữa, thì đây, anh em dư tiền, đây là giới thiệu cho anh em bộ cổ dành cho con classic nè, từ cổ cho đến Longbow luôn. Đó, thấy hay không anh em? Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này nha. Rồi, anh em có thắc mắc về giá đó, thì lát sẽ để trực tiếp link của B2A Bửu Long, Bristol Motor Cafe dưới đây để cho anh em có thể tham khảo và liên hệ trực tiếp với bên họ, hoặc là cái số điện thoại lát cũng có để bên dưới luôn. Rồi, cảm ơn anh em. Nhớ anh em nhớ ủng hộ lát nha, để mốt lát làm kiếm sưu tầm thêm mấy cái chiếc BX để lát làm nữa. Ok, xin chào. Get your bride.